Chuyện chiến lang ở rể. Chương 901, ông đang kéo dài thời gian à? Mặc kệ Theonado gào thét đến cỡ nào, cũng chẳng có ai ra tay. Cảnh tượng Lê Văn Vân giải công lao để lót đường ban nãy đã chấn động đến trái tim của mọi người, những chiếc huân chương vẫn nằm ở đó, nhất là khi Lê Văn Vân ném huân chương tinh diệu xuống đất, trong lòng mọi người đều cảm thấy chấn động. Thấy Alice tránh sang một bên, mấy người đứng bên cạnh cũng từ từ tránh ra, bằng lòng để cho đám người Lê Văn Vân rời đi. Chứng kiến cảnh tượng này, trên mặt Theonado hiện lên vẻ thống khổ, đồng thời Bùi Nghinh Tùng cũng đang mang vẻ mặt như thế. Sở dĩ Bùi Ninh Tùng đồng ý giúp đám người Lê Văn Vân làm chứng, chẳng qua là để trì hoãn mà thôi, nếu ông ta không trì hoãn, có lẽ ông ta đã bỏ mạng ở khu tội ác rồi. Kế hoạch của ông ta là sau khi tới đây làm chứng, chắc chắn Lê Văn Vân và Đem sẽ đấu đá với nhau, đến lúc đó ông ta có thể lợi dụng bạo phát trở thành siêu cấp trong khoảng thời gian ngắn ngủi rồi nhân lúc hỗn loạn mà chạy thoát. Ai rẻ ông ta đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Lê Văn Vân trong người gác đêm, hơn nữa cho đến bây giờ, chẳng có người gác đêm nào ra tay với Lê Văn Vân. Quan trọng nhất là đem hoàn toàn không đến tổng bộ của người gác đêm. Audio điện tử võ tấn bền Nếu bây giờ ông ta rời đi thì chỉ còn một con đường chết. Vẻ mặt của ông ta hơi đau thương. Nhưng nếu ông ta ở lại, dưới sự bảo vệ của Liên Hợp Quân, với tư cách là thủ lĩnh của Hồng Nguyệt, chắc chắn liên hợp quân sẽ không để ông ta rời đi một cách yên ổn. Điều này đã khiến Bùi Nghinh Tùng hơi tuyệt vọng. Đợi tới khi ông ta rời khỏi nơi này thì chỉ còn một con đường chết. Trong đầu ông ta liên tục nghĩ cách kéo dài thời gian. Mà lúc này, Lê Văn Vân đã từ từ bước ra khỏi đám đông. Thấy Lê Văn Vân rời đi một cách bình an vô sự, Theonado hơi nóng nảy, nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Keng! Ông ta bỗng rút dao từ trong tay người gác đêm ở bên cạnh, trên người bộc phát khí thế, lao thẳng về phía Lê Văn Vân. Theronado là đỉnh cấp, lao thẳng về phía Lê Văn Vân. Lê Văn Vân chẳng thèm ngoái đầu, Hoàng Thi Kỳ đi bên cạnh quay đầu lại, lạnh lùng nhìn ông ta, đồng thời trên người bộc phát khí thế, dứt khoát rút đao lam tinh ra khỏi vỏ. Keng. Theronado vừa chạy tới đã bị một đao chém bay về sau, đập mạnh vào một căn phòng nào đó ngay tức khắc. Siêu cấp siêu cấp, từng tiếng chấn động vang lên, mọi người đều kinh ngạc nhìn Hoàng thị Kỳ. Lê Văn Vân và Hoàng thị Kỳ đều lần lượt tiến vào siêu cấp. Bọn họ là người tài ba trong thế hệ người gác đêm đó, từng là số 0 và số 2 của người gác đêm hệ hoa. Mà bây giờ, cả hai đã cùng tiến vào siêu cấp. Đây chính là siêu cấp, trong lịch sử lâu đời của người gác đêm, siêu cấp cực kỳ hiếm thấy, bây giờ là Lê Văn Vân và Hoàng thị Kỳ đã đứng ở vị trí này đi trước mấy người cùng thời đại với bọn họ. Nhưng bây giờ, bọn họ đã rời khỏi người gác đêm rồi. Rác rưởi, Hoàng thị Kỳ khinh thường liếc nhìn một nơi ở gần đó, cười khẩy nói. Bọn họ ung dung rời đi dọc theo con phố. Mọi người chỉ dương mắt nhìn bọn họ rời đi, không một ai ra tay, bởi vì bây giờ vẻ mặt của mọi người đều vô cùng phức tạp. Thiên tài siêu cấp này đã kiêu căng khó thuần, dẫn theo thành viên trong tiểu đội của mình rời khỏi người gác đêm mãi mãi. Đợi đến khi chiến tranh nổ ra, mất đi hai người gác đêm siêu cấp này, rốt cuộc là lời hay lỗ thì chỉ có trong lòng bọn họ mới biết. Lưu Đại Thuận đứng phía sau chứng kiến cảnh tượng này thì khẽ thở dài. Ông ta không biết người khác nghĩ thế nào, mà ông ta chỉ biết, bây giờ người gác đêm hệ hoa đã thiệt hại đến mức dỉ máu rồi. Cứ như thế, sáu người Lê Văn Vân băng qua đường phố, đi qua cổng vòm, dọc theo con đường, đi xuống bên dưới. Trên ngọn núi ở phía xa xa, Phạm Nhược Tuyết cất ống nhòm, thở dài nói chúng ta cũng đi qua đó đi. Lý Thu gật đầu, mang súng bắn tỉa ở trên lưng, xoay người đi thẳng về phía trực thăng. Mười phút sau, cuối cùng bọn họ cũng đi tới trước trực thăng, Lê Văn Vân ngừng bước, xoay người lại, nhìn Bùi Ninh Tùng nói đã đến lúc giải quyết ông rồi. chương 902, Nhan Tam là người của tiến sĩ T. Lê Văn Vân cười nói, chuyện này thì có gì mà oan uổng với không oan uổng chứ? Cậu có thể thông cảm cho lão già được không? Ông ấy làm như vậy cũng là vì không còn cách nào khác nữa, ông ấy phải quan tâm đến cảm giác của các nhà." Lưu Đại Thuận nói, "Hơn nữa, chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào, đến lúc đó chúng tôi vẫn hy vọng rằng cậu sẽ hành động." Lê Văn Vân xua tay nói, "Tôi không hiểu, dù sao thì đấy cũng là việc của Trác Nhất Minh, ông ta cũng đã bị loại ra khỏi người gác đêm rồi, nếu tôi là ông ta thì mặc dù đã thoát khỏi tổ chức người gác đêm rồi, tôi cũng sẽ không chịu oan ức như vậy đâu." Lưu Đại Thuận sướng sờ, nhưng ông ta suy nghĩ kỹ lại, đây mới đúng là điều mà Lê Văn Vân có thể làm được. Đỗ Tắc Thành cười nói, hai, không nói về chuyện đó nữa, cậu có chắc là ngày mai sẽ tấn công đem không? Lê Văn Vân gật đầu nói, đúng vậy, ngày mai tôi sẽ tới địa điểm thăm dò thứ hai, nếu như có nhiều người của người gác đêm tới giúp ông ta, thì tôi cũng sẽ tấn công bọn họ. Tôi có năng lực của một binh sĩ có thể so sánh với 100 người hàng đầu của toàn bộ hệ thống Europa. Đúng vậy, anh có rất nhiều đỉnh cấp, hơn nữa còn có 3 siêu cấp ở đó, mặc dù người gác đêm bên phía Europa đã ra tay, anh chẳng phải sợ gì hết. Đỗ Tắc thành cao mày, sau đó nhìn Lê Văn Vân và nói, "Tôi muốn nhắc nhở cậu một chút, tên đem đó rất mạnh, là loại cực kỳ mạnh ấy." Lê Văn Vân thản nhiên nói, "So với Hotzis thì sao?" Mặc dù Hotzis được xếp thứ hai trong thiên bảng, chỉ đứng sau Trác Nhất Minh, nhưng ông ta không đấu với đem không ai biết nếu thật sự đối đầu trực tiếp thì kết quả sẽ như thế nào. Đỗ Tắc Thành nói, tất cả bọn họ đều đã tồn tại ở một đẳng cấp khác rồi, tôi cũng chỉ ở gần đó thôi. Hơn nữa lâu rồi đem không hành động, khoảng thời gian này rốt cuộc ông ta tiến bộ hay thụt lùi, ai mà biết được chứ. Lê Văn Vân gật đầu nói, tôi biết rồi, mà đúng rồi, tôi nhớ là ông không phải người gác đêm mà, làm sao lại tới được đây vậy? Đỗ Tắc Thành cười khổ một tiếng, nói khai, chắc nhất minh bảo tôi tới đây trước đó thì ông ta và vương hồng tới tìm tôi nói là chiến tranh sắp bùng nổ rồi đến lúc đó mọi người đến cái thân mình còn chẳng lo xong ông ta hy vọng tôi có thể ra mặt đại diện cho người gác đêm hệ hoa đến bên chỗ liên hợp quân lê văn vân kinh ngạc nhìn ông ta sau đó gật đầu nói đã rõ rồi đương nhiên lần này tôi đến tìm cậu chủ yếu là để nói cho cậu biết một chuyện đỗ tắc thành trầm ngâm nói cậu biết nhan tam đúng không lê văn vân nhướng mày gật đầu nói tôi biết Nhan Tam, chủ sở hữu của sòng bạc ngầm ở Yên Kinh, là một người đàn ông rất bí ẩn, Lê Văn Vân đã từng quen biết ông ta, Lê Văn Vân đã nói chuyện với ông ta, hơn nữa còn lấy được hai khối xương rồng nữa, anh cũng khá thân với cháu gái của Nhan Tam, Nhan Như Tuyết. Khi đó cả hai cũng đã đạt được một thỏa thuận nhất định, Nhan Tam sẽ cung cấp cho anh một số tin tức về xương rồng, mà sau này nếu chiến tranh bùng nổ thì Lê Văn Vân phải đảm bảo an toàn cho Nhan Như Tuyết. Ông ta làm sao vậy? Lê Văn Vân hỏi là chắc nhất minh nhờ tôi chuyển lời đến cho cậu. Đỗ Tắc Thành nói đến đây, giọng điệu hơi ngưng lại, cẩn thận với nhan tam đấy. Vẻ mặt Lê Văn Vân hơi khựng lại, cao mày hỏi, chỉ có một câu đó tôi à? Nói rõ xem nào, đừng nói mơ hồ như thế. Chuyện hợp tác giữa anh và Nhan Tam, bên người gác đêm và Trác Nhất Minh hẳn cũng biết rõ, Lê Văn Vân đoán rằng đó không phải là do Trác Nhất Minh mà là do Vương Hồng nói, cũng chỉ có Vương Hồng mới thích mấy chuyện mơ mơ hồ hồ như lọt vào sương mù thôi. Chương 903 chẳng lẽ ông ta cũng muốn tấn công tôi sao?" Đỗ Tắc Thành nói, tóm lại, bất kể như thế nào cũng phải thật cẩn thận. Lê Văn Vân ngẩng đầu, cười với hai người và nói, "Được rồi, chúng tôi đi trước đây." Lúc này, ở nơi cách đó không xa, Phạm Nhược Tuyết và Lý Thu đang đi tới. Lý Thu khẽ cau mày khi nhìn thấy Lưu Đại Thuật, giữa hai người có chút khó chịu, anh ta lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì. Lưu Đại Thuận cũng bĩu môi rồi quay sang nói với Lê Văn Vân, vậy thì các cậu phải cẩn thận đấy. Lê Văn Vân gật đầu. Máy bay trực thăng lại chậm rãi cất cánh, lần này, điểm đến của họ là một hòn đảo hoang. Ba giờ sau, trực thăng nhìn thấy mấy chiếc thuyền đang lênh đênh trên vùng biển ngoài đảo hoang, liếc mắt nhìn xuống, cố bạch mắng, tiên sư bà ngoại nó chứ, anh nói xem liệu người gác đêm của Europa có hành động không, tôi cảm giác như bọn họ cuồng nhiệt đem như một tín ngưỡng vậy lê văn vân nói ai mà biết được nếu như bọn họ thật sự tấn công chúng ta thì sao lúc này phạm nhược tuyết hỏi trong số bọn họ cũng có không ít người đã từng kề vai sát cánh chiến đấu cùng chúng ta chúng ta thật sự đến lúc đó tính sau lê văn vân xua tay trên thực tế lê văn vân cũng không biết mình nên làm gì nếu khoảnh khắc đó thật sự đến những người gác đêm đó vô tội họ không biết đem đã làm những gì có thể bọn họ chọn giúp đem chỉ vì niềm tin mà thôi Chiếc trực thăng lao vút qua và từ từ bay về phía đảo hoang. Cùng lúc đó ở tổng bộ liên hợp quân, trong phòng làm việc của Theonado, lúc này Theonado đang quấn một ít băng gạc, lúc trước ông ta đã bị hoàng thi kỳ chém cho một đao trọng thương. Ông ta ngồi trong phòng làm việc, điện thoại đang mở loa ngoài, từ trong điện thoại truyền ra một giọng nói lạnh như băng nói Theonado, có phải bây giờ ông coi thường lời tôi nói đúng không? Cậu ta an toàn đến tổng bộ liên hợp quân, an toàn rời khỏi đó. Ngài đêm, Theonado cười khổ nói, tôi đã hạ lệnh mấy lần rồi, nhưng ông cũng biết là tôi không thể nào kiểm soát được cả Liên Hợp Quân mà. Hơn nữa Lê Văn Vân còn mang theo nhân chứng nữa, rất nhiều người đã động lòng rồi. Cho nên, họ đang nghi ngờ tôi đấy hả? À? Nghi ngờ người anh hùng của người gác đêm ư? Tôi không biết, nhưng đúng là bùi Ninh Tùng và người phụ nữ đó đã buộc tội ông rồi. Nói xong, ông ta dừng lại và nói, ngày đêm, ông thật sự đã làm gì sao? ông thấy có khả năng không? Đem hỏi. Theonado nghe vậy, sắc mặt vui vẻ nói, tôi biết mà, chắc chắn là Lê Văn Vân nói vậy để đổ tội cho ông. Đừng nói linh tinh nữa, ở địa điểm thăm dò thứ hai tôi chỉ có hơn 2.000 người, ngày mai Lê Văn Vân sẽ tới. Ông tranh thủ sắp xếp những người gác đêm ngày mai đến điểm thăm dò thứ hai giúp tôi đánh bại Lê Văn Vân đi. Đem khẽ quát một tiếng. Chuyện đó e rằng có chút khó khăn. Ở đầu dây bên kia điện thoại, Theonado cười khổ nói, Vốn dĩ trong lòng các hệ bây giờ cũng đã có chút hoài nghi rồi, bọn họ không hoàn toàn tin tưởng ngài như tôi đâu, cho nên có lẽ sẽ không có ai nguyện ý ra mặt đâu. Vẻ mặt của đem trùng xuống, cười khẩy nói, "Được lắm, mấy người các người định đứng nhìn tên phản bội giết chết người anh hùng của người gác đêm sao?" Nói xong, ông ta cười giễu cợt và nói, "Được thôi, xem ra lâu quá tôi không hành động, thế giới này cũng quên mất phong cách của tôi rồi." Chương 904, tôi không làm phiền mọi người nữa. Đồng thời ở một bên khác, Du Châu. Bà Loan và Hồng Mai Quế ngồi trên ghế sofa, Hồng Mai Quế bĩu môi nói, Lê Văn Vân thật sự định tấn công đem, người ta là số 3 của thiên bảng đó, không biết anh ta có bình yên trở về hay không đây. Lê Văn Vân đúng là một hạt giống tốt mà, đáng tiếc, tính cách lại quá ác liệt. Bà Loan nhíu mày, sau đó nghĩ tới cái gì đó, nói cháu cũng đi mua hai vé máy bay đến Europa đi. Hồng Mai Quế ngạc nhiên, sau đó bật cười hỏi mua vé máy bay làm gì chứ thời điểm quan trọng bà còn có thể bảo vệ lê văn vân một mạng bà loan nói hồng mai quế nhướng mày hỏi ý của bà là có thể lê văn vân không phải là đối thủ của đem sao đúng là tài năng của cậu ta rất mạnh nhưng tài năng cũng chưa được phát huy cậu ta còn quá trẻ bà loan thở dài nói đi thôi hồng mai quế nhíu mày tâm trạng hơi phức tạp lúc này bà loan nhìn cô ta Mỉm cười nói, hơn nữa, Lê Văn Vân đúng là một người đáng để phó thác cả đời. Rầm, rầm, rầm. Đúng lúc đó, tiếng đập cửa vang lên. Hồng Mai Quế nhướng mày nói, sao lại có người gõ cửa nhà chúng ta vậy, chẳng lẽ lại là bất động sản sao? Hồng Mai Quế đi tới mở cửa, một người đàn ông trung niên khoảng chừng 50 tuổi đang đứng ở cửa ra vào, ông ta đi giày tây, mỉm cười nói với Hồng Mai Quế, nếu như tôi đoán không nhầm thì người đẹp này hẳn là Hồng Mai Quế nhỉ? sắc mặt hồng mai quế thay đổi cô ta lùi lại hai bước vẻ mặt đề phòng nói ông là ai không cần phải căng thẳng vậy đâu người đàn ông trung niên đi vào trong nhà nhìn về nơi gần đó hơi cúi người chào nói bà loan lâu rồi không gặp bà vẫn khỏe chứ vẫn chưa chết được bà loan thản nhiên nói sau đó quay đầu nhìn người đàn ông trung niên hỏi anh tới đây làm gì hả nhan tam đúng vậy người này chính là nhan tam ông ta khẽ mỉm cười nói đương nhiên không phải là tôi tự tìm đến rồi tiến sĩ bảo tôi tới tìm bà bà loan nhướng mày nói cái tên biến thái kia có chuyện gì nữa hả nhan tam mỉm cười nói ông ta bảo tôi chuyển lời cho bà rằng một tháng nữa chủ nhân của bà sẽ xuất hiện nghe vậy cả bà loan và hồng mai quế đều biến sắc nhan tam mỉm cười nói đã báo tin xong rồi tôi đi đây bà loan nhướng mày nói rốt cuộc là tên biến thái kia có ý gì ông ta đứng bên đó sao tiến sĩ không đứng bên nào hết ông ấy chỉ muốn xem tiếp theo thế giới này sẽ làm sao thôi ông ấy muốn biết chúng ta sẽ có bộ dạng như thế nào theo quy luật tự nhiên nhan tam mỉm cười đúng là một tên biến thái bà loan chế nhạo cười một tiếng nói còn các người thì sao anh nghĩ thế nào cũng giống ông ta à tiến sĩ không can thiệp vào sự lựa chọn của chúng tôi nhan tam mỉm cười nói về phần tôi chỉ mong có thể sống là được rồi Nói xong, ông ta hơi cúi đầu chào, nói tôi không làm phiền mọi người nữa. chương 905, rốt cuộc thì cái hộp này là gì? Đã đến tổng bộ người gác đêm một chuyến rồi, ngày mai sẽ tấn công đêm. Lê Văn Vân bình tĩnh nói. Đào ba nuốt nước bọt, sau đó gật đầu, cắn răng nói, được rồi, bây giờ tôi sẽ đi thông báo cho các anh em, để bọn họ bắt đầu chuẩn bị. Lê Văn Vân gật đầu, để đào ba đi, anh đưa Bùi Nghinh Tùng và những người khác về bong tàu tầng 5 của du thuyền loại nhỏ, Doãn Nhu cũng đến hỏi thăm tình hình một chút, Lê Văn Vân nói sơ qua mọi chuyện cho bà ta, sau đó anh liếc về phía Bùi Ninh Tùng, nói, nói đi, ông muốn nói gì với tôi? Nói mau, nếu như tôi mà không hài lòng thì tôi sẽ chém cho ông một cái đấy. Cố bạch lạnh lùng cười một tiếng, chán Bùi Nghinh Tùng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, ông ta nghiến răng nói, tôi có thể phá giải cái hộp kia của cậu, thông tin đó nhất định rất có ích cho cậu lê văn vân nhướng mày chiếc hộp sắt hình chữ nhật kia ban đầu là vật phẩm trong nhiệm vụ của bọn họ cũng tại chiếc hộp sắt này mà đường đường mới chết không phải trước đó ông bảo ông không mở được sao ánh mắt lý thu lạnh lẽo hỏi tôi chợt nhớ ra cách mở nó cậu cứ tin tôi nhưng để phá giải cái hộp đó thì phải mất hai ngày bùi nghênh tùng vội vàng nói mất hai ngày sao phạm nhược tuyết nhíu mày nhìn lê văn vân ngày mai bọn họ sẽ tấn công đem mất hai ngày chắc chắn là không thể chờ được, không chắc Lê Văn Vân còn có ngày mai hay không, nếu như anh chết trong tay đem thì có thể Bùi Ninh Tùng sẽ bỏ trốn. Không thể không nói, đó là dương mưu của Bùi Ninh Tùng, nhưng Lê Văn Vân rất tò mò bên trong chiếc hộp thần bí đó có gì. Rốt cuộc thì cái hộp này là gì? Lê Văn Vân hỏi. Bùi Ninh Tùng cắn răng nói, cái hộp này chứa một số thông tin về họ, dùng một loại mật mã bí mật để bảo vệ. Trên thế giới này người có thể phá giải nó không còn nhiều, tôi là một trong số những người đó. Lông mày Lê Văn Vân nhíu chặt lại, một lúc lâu sau anh mới thở dài, nói trước mắt cứ vậy đi. Nếu như ngày mai chúng ta thua thì sao? Hoàng Thi Kỳ nhíu mày. Nếu như ngày mai tôi bại dưới tay đem, thì Doãn Nhu, đến lúc đó làm phiền bà giết chết tên này giúp tôi. Lê Văn Vân nhìn về phía Doãn Nhu nói. Doãn Nhu gật đầu nói, hiểu rồi. Vậy thì chúng ta đi nghỉ ngơi thôi, ngày mai sẽ khai chiến với đem. Lê Văn Vân nói xong, quay đầu nhìn về phía bầu trời đầy sao. Một tốp người gật đầu khiến cho sắc mặt Trần Tiêu hơi kích động, ông ta đã chờ ngày hôm nay 20 năm rồi, bây giờ nghe thấy Lê Văn Vân nói vậy khiến cho cả người ông ta mất bình tĩnh, vẻ mặt xúc động về tới căn phòng nhỏ trên tàu, Lê Văn Vân đoán có lẽ tối nay ông ta sẽ không ngon giấc đâu. Cả nhóm người ai nấy đều về phòng riêng của mình. Lê Văn Vân quay lại khoang thuyền, anh lấy từ trong túi của mình ra một chiếc hộp sắt hình chữ nhật, lông mày hơi cao lại. Ba năm trước, vì bọn họ tranh giành chiếc hộp sắt này nên mới khiến cho mọi chuyện đến nước này. Lê Văn Vân ngồi trên thuyền, trong tay cầm chiếc hộp, lông mày nhíu chặt lại. Trường 906 hấp thụ xong từ hai ngày trước rồi. Tôi nhất định sẽ phá giải nó. Bùi Nghênh Tùng vội vàng nói. Đối với lời của ông ta, Lê Văn Vân từ chối bình luận thêm. Sau khi mang thứ đó đến chỗ ông ta xong anh liền trực tiếp rời đi. Thấy Lê Văn Vân đi rồi, Bùi nghênh Tùng cầm chiếc hộp trong tay, nhìn theo hướng Lê Văn Vân vừa rời đi, trong mắt lộ ra một tia độc ác, ông ta lẩm bà lẩm bẩm nói, đợi thêm chút nữa đi, đợi đến khi chủ nhân đến, tất cả các người sẽ phải chết hết. Lê Văn Vân quay trở lại khoang thuyền, anh lật qua lật lại, chăn chọc không ngủ được, anh ngồi dậy xuống khỏi giường, đi đến bong thuyền tìm một cái ghế rồi nằm xuống, nhìn lên bầu trời đầy sao. Trên bong thuyền có ánh sáng mở nhạt, Lê Văn Vân lấy ra một tấm ảnh. Trên tấm ảnh chụp có 12 người, tất cả đều là thành viên của tiểu đội 11762. Ánh mắt Lê Văn Vân nhìn mấy người trên ảnh, vẻ mặt hơi phức tạp. Nếu không phải vì trận chiến đó, Đường Đường sẽ không chết, tôi sẽ không mất trí nhớ, nếu như tôi và Đường Đường vẫn ở đó, mọi người cũng sẽ không liên tiếp chết trên chiến trường, chỉ còn lại mấy người chúng tôi. Lê Văn Vân vuốt ve tấm ảnh lẩm bẩm nói cuối cùng thì cái chết của mọi người sẽ được tính hết lên đầu tên chó giả đem đó lên văn vân lẩm bẩm nói bịch 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 lúc này bên cạnh truyền đến tiếng bước chân lê văn vân cầm tấm ảnh quay đầu nhìn thì thấy phạm nhược tuyết đã đi đến bong tàu cô mặc bộ đồ ngủ mềm mại để lộ đôi chân dài thẳng tắp em biết ngay là anh không ngủ được mà phạm nhược tuyết nói sao em vẫn chưa ngủ lê văn vân ngạc nhiên hỏi em muốn đến thăm anh một chút Phạm Nhược Tuyết mỉm cười, cô kéo một chiếc ghế đến bên cạnh Lê Văn Vân, sau khi ngồi xuống, cô rất tự nhiên cầm lấy đầu Lê Văn Vân đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa đầu anh, nói, đừng nghĩ nhiều quá, nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai, là một cuộc chiến ác liệt, nghỉ ngơi tốt mới có thể báo thù được chứ. Ừ, Lê Văn Vân sờ sờ mũi nói, bên đao ba đã chuẩn bị xong đội y tế cho em rồi, hậu cần ngày mai giao cho em. Phạm Nhược Tuyết phụ trách đội y tế, Lê Văn Vân không thể để cô chiến đấu ở trước được. Phạm Nhược Tuyết gật đầu, sau đó hỏi tiếp, đã hấp thụ xương xong chưa? Xong rồi, Lê Văn Vân gật đầu, nói, hấp thụ xong từ hai ngày trước rồi. Anh đã lấy được 5 chiếc xương rồng ở khu tội ác, cộng với hai chiếc của Minh Sùng, tổng cộng Lê Văn Vân có 7 chiếc xương rồng. Sau khi anh hấp thụ 5 chiếc trong một ngày thì phát hiện có vẻ như đã đến thời điểm bão hòa, tốc độ hấp thu bắt đầu trở nên chậm chạp, hai chiếc còn lại anh phải mất 10 ngày mới hấp thụ hết. Hấp thụ hai chiếc xương rồng xong, Lê Văn vẫn cũng cảm thấy mình tiến bộ hơn một chút, nhưng đồng thời cũng thấy tiến bộ không lớn như lần trước. Trước đó hấp thụ rất nhanh, anh cũng cảm thấy tốc độ tiến bộ của mình tăng lên rất nhanh. Tất nhiên là dù chỉ mạnh hơn một chút thôi cũng khiến cho Lê Văn Vân tự tin hơn rất nhiều. Audio điện tử võ tấn bền chương 907, cũng không biết bây giờ anh ấy thế nào rồi. Anh chạm vào chiếc huân chương trên ngực mình. "Đúng vậy, đem đã phản bội người gác đêm, đợi đến khi chiến tranh bùng nổ thì ông ta đâm cho người gác đêm nhát, đến lúc đó không ai có thể gánh chịu hậu quả được." Phạm Nhược Tuyết gật đầu, "Sau khi chiến thắng thì anh định làm gì? Còn những người ở khu tội ác thì sao?" Lê Văn Vân nhìn bầu trời đầy sao, sau đó cười nói, "Chúng ta ai cũng hiểu, chiến tranh bùng nổ, chẳng có ai quan tâm đến đạo đức cá nhân nữa, anh sẽ chiến đấu theo cách của riêng mình." Phạm Nhược Tuyết lại nhẹ nhàng gật đầu, cô dịu dàng xoa đầu Lê Văn Vân. Dưới bầu trời sao, lênh đênh trên mặt biển, một nam một nữ cứ như vậy ngồi trên bong thuyền. Đêm khuya rồi. Không biết qua bao lâu, Phạm Nhược Tuyết nhìn Lê Văn Vân đang nhắm mắt trên đùi mình, cô mỉm cười, cả người cúi xuống nằm lên ngực Lê Văn Vân, từ từ nhắm chặt hai mắt. Ở Yên Kinh xa xôi, trong đại học Yên Kinh. Bởi vì chênh lệch thời gian nên bây giờ Yên Kinh đang là sáng sớm cả trường đại học chìm trong bầu không khí náo nhiệt. Lúc này trong một phòng học, một vị giáo sư tóc vàng mắt xanh đeo kính, ông ta tầm 40 tuổi, bên dưới có không ít học sinh nữ. Wow, đẹp trai quá! Giáo sư thật sự rất là đẹp trai. Bên dưới thỉnh thoảng có âm thanh truyền tới. Giáo sư ở trên nghe thấy tất cả, có vẻ như ông ta cũng đã quen rồi. Ông ta dùng tiếng trung lưu loát nói, vật đua trời lựa, cá lớn nuốt cá bé, đây là quy luật tự nhiên áp dụng với cả vũ trụ, hướng nghiên cứu của chúng ta là khoa học sự sống, ở thế giới này, tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích bằng khoa học. Nói đến đây, ông ta bỗng nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng ở chỗ cửa ra vào, khom lưng với ông ta. Nếu như Lê Văn Vân ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra người này, chính là cháu gái của Nhan Tam, Nhan Như Tuyết. Ông ta khẽ mỉm cười, nói các bạn cứ thảo luận một lát đi, tôi ra ngoài một chút nói xong ông ta liền đi về phía cửa giáo sư nhan như tuyết hơi cúi đầu nói với ông ta ông nội bảo cháu đến nói với ngài rằng ông đã báo tin cho bà loan rồi ha ha ông ấy vẫn không muốn chủ động nói chuyện với tôi sao giáo sư sờ sờ mũi hỏi nhan như tuyết cười khổ nói vâng ông nói rằng thấy không thoải mái khi nói chuyện với ngài lê văn vân đâu rồi gần đây cháu có liên lạc với cậu ta không giáo sư lại hỏi từ khi anh ấy đến khu tội ác thì chưa từng liên lạc được. Nhan như tuyết thở dài một hơi, nói cũng không biết bây giờ anh ấy thế nào rồi. Cậu ta cũng là một hạt giống tốt đấy, theo quy luật sinh tồn cá lớn nuốt cá bé thì cậu ta ở đỉnh của chuỗi sinh vật, đáng tiếc là cậu ta lại muốn bảo vệ một đám người thấp kém. Giáo sư lắc đầu, sau đó nhìn về phía tây và nói cậu ta sẽ trở lại. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì buổi tối ở chỗ chúng ta, cậu ta sẽ khai chiến với đem chương 908 thứ hai là bọn họ không dám đi. Mặt khác trên đỉnh chiếc du thuyền, đao ba đang đứng đó với một đám người đỉnh cấp. Lúc này đám người kia liếm môi, vẻ mặt hưng phấn. Đều là những tên côn đồ đến từ khu tội ác, tất cả đều đang háo hức được khiêu chiến với vị trí thứ ba trên thiên bảng. Nếu như giành chiến thắng thì đồng nghĩa với việc đao ba sẽ có quyền lực của vị trí thứ ba thiên bảng, bọn họ thật sự đã tìm được một cặp đùi vừa dày lại vừa to. Điều quan trọng là sau trận chiến này, Đao Ba đã hứa rằng sẽ đưa bọn họ vào thành phố, để bọn họ có thể thật sự hòa nhập vào xã hội. Lúc này ở bong thuyền tầng 5, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lại Dĩnh mang theo một nụ cười đầy hưng phấn. Lúc tiến Liễu Ngọc đi, bọn họ không vội vàng đi cùng mấy người Liễu Ngọc, thứ nhất là bọn họ muốn ở cùng hội Lê Văn Vân, cho dù có phải chiến đấu đi nữa. Thứ hai là bọn họ không dám đi. Đó toàn là những người đã sống ở khu tội ác một thời gian dài, nếu như Lê Văn Vân không đi cùng bọn họ thì bọn họ cảm thấy rất không an toàn. Cho nên Lê Văn Vân đã nói cho bọn họ chuyện đó từ đầu lúc định rời đi, hai vợ chồng lại tuấn mới không muốn đi về trước cùng Liễu Ngọc. Bọn họ sợ mình không thể hòa nhập vào xã hội hiện đại. Đối với chuyện đó thì Lê Văn Vân cũng không ép buộc, đợi đến khi mọi chuyện kết thúc thì anh sẽ đưa bọn họ về. Trong trận chiến này, gia đình ba người bọn họ đều được sắp xếp ở Hậu Cần, kể cả lại dính cũng ở Hậu Cần trợ giúp Phạm Nhược Tuyết tất nhiên là cô bé cũng không giúp được gì nhiều chủ yếu là phục vụ trà nước thôi tất cả mọi người mang theo vũ khí xuất hiện trên bong tàu trên bong tàu của du thuyền đắt đỏ hết đám người này đến đám người khác liếm môi cùng chờ để xuất phát lê văn vân đứng phía trên lúc này đao ba nhìn về phía anh lê văn vân xua xua tay làm hành động ok lúc này đao ba mới liếm môi vẻ mặt thích thú rút con dao dài ra anh ta lớn tiếng quát các anh em Len Ken. Len Ken. Lúc đào ba rút kiếm và hét to, ngay lập tức những cao thủ đỉnh cấp trên bong thuyền cũng đồng loạt rút kiếm ra. Những người khác nghe thấy âm thanh rút kiếm, dường như tất cả mọi người đều cùng để lộ vũ khí của mình. Trận chiến này, mục tiêu là địa điểm thăm dò thứ hai. Giết chết đem, vị trí thứ ba trong danh sách. Giết. Tất cả mọi người đều điên cuồng hét lên. Dưới tiếng huyên náo, nhiệt huyết của mọi người bắt đầu sôi trào. Lê Văn Vân liếm liếm môi, Lý Thu ở bên cạnh thở một hơi, nói trước kia lần đầu tiên tôi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào như vậy là lúc còn ở trên đỉnh hỷ lãng. Đó là một trận chiến lớn, hàng vạn người gác đêm cùng hò hét, âm thanh lớn rung trời. chương 909, nhưng lần này, thằng nhãi đó nhất định phải chết. Con thuyền cưỡi sóng theo gió đi thẳng đến địa điểm thăm dò thứ hai. Lúc này, khu vực thăm dò thứ hai cách đó 50 hải lý hòn đảo này là hòn đảo tư nhân của đêm, hòn đảo rất lớn và có nhiều tòa nhà, lúc này trên một bãi biển đang tụ tập những hàng người mặc trang phục người gác đêm. Quy mô cũng phải tầm 2-3 ngàn người, bọn họ chia thành 10 người hoặc hơn 10 người, tạo thành hình vuông hoặc đội nhóm. Đây là kiểu kết hợp phổ biến nhất của người gác đêm. Ở phía sau có một tòa lâu đài, lúc này dưới tầng hầm của lâu đài, một ông già dáng người gầy gò, tóc hơi hói đang ngồi trên ghế phía dưới có một dãy các loại dụng cụ, những dụng cụ đó buộc vào người ông ta, bên trong là chất lỏng màu đỏ tươi, có mùi máu tanh nồng nặc bốc ra. Chất lỏng kia thông qua những dụng cụ này, không ngừng chảy vào trong thân thể ông ta. Trên mặt ông ta lộ ra vẻ hưởng thụ. Tên này chính là Đem. Bố, đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Sau đó, một ông già với mái tóc hoa dâm bước vào tầng hầm. Đúng vậy, con trai của Đem, trông còn già hơn ông ta mấy tuổi, giáng vẻ vô cùng giả dạ yếu. người này là con trai cả của Dem, tên là Mueller Dem. Mọi chuyện thế nào rồi? Dem mở mi anh hỏi. Nhận được tin báo, bọn họ đã lên đường rồi. Theo thống kê thì có khoảng 2.500 người, còn đỉnh cấp là khoảng 70 người. E rằng sẽ rắc rối hơn nhiều. Mueller Dem nói. Khoảng 70 người. Dem rút thanh dụng cụ ra và nói, còn chúng ta thì sao? Chúng ta có 39 người đỉnh cấp trên đảo cộng với một số sát thủ mà con mời đến hai ngày nay, lính đánh thuê gì đó thì tổng cộng số người đỉnh cấp của chúng ta nhiều hơn bọn chúng, là có 83 người." Müller đem nói. Đem đứng lên, ông ta nhẹ giọng nói, "Vậy là đủ rồi, bố cũng mời được hai vị kia đến, ba người siêu cấp, đội hình nhiều đỉnh cấp như thế, Lê Văn Vân tên đó có thể tiếp được không?" "Thưa bố, nếu như giết được Lê Văn Vân cũng như các thành viên ban đầu của tiểu đội 11.762 hệ hoa thì với nhiều máu thiên tài như vậy, đến lúc đó bố sống được thêm trăm năm nữa cũng không phải nói chơi đâu. Mueller đem phấn khích nói, đi thôi, đi đến bãi biển, tiếp đón bọn chúng thôi. Đem dơ một tay ra, một cây giáo dài ở bên cạnh nhanh chóng bay vào tầm tay ông ta. Cây giáo dài, trong tiếng Trung Quốc còn được gọi là thương long và đứng thứ ba trong bảng vũ khí chỉ đứng sau đao chảm hồng của trác nhất minh và đao vô danh của lê văn vân ông ta vung ngang ngọn giáo sau đó khoác thêm chiếc áo choàng vào trang phục của người gác đêm trông rất oai phong thật tiếc cho đám rác rưởi bùi nghinh tùng và giản hưng vậy mà vẫn cần bố phải tự ra tay Mueller đem mắng đó là lỗi của bố vì đã đánh giá thấp khả năng của thằng nhãi đó đem nói bây giờ tên đó đang gây ra nhiều rắc rối nhưng điều đó không quan trọng dù sao thì bọn chúng cũng sắp đến rồi có bại lộ hay không cũng không quan trọng nữa. chương 910 lúc này tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, bọn họ nhìn thấy một chiếc du thuyền loại nhỏ màu trắng đang nhanh chóng tiến đến, trên du thuyền nhỏ có hai ông già đang ngồi ở đó. Du thuyền từ từ lái đến bên cạnh mấy con tàu khổng lồ, Theonado sững sờ khi nhìn thấy hai người trên du thuyền, sau đó mặt mày u ám hỏi, chắc nhất minh, ý ông là gì? Ông đây có ý gì cũng không phải việc của ông. Chắc nhất mình trợn mắt mắng, hôm nào đấy tôi sẽ đến tính sổ với ông chuyện chèn ép Lê Văn Vân, tên khốn kiếp. Với tư cách là người nắm quyền trong Liên Hợp Quân, Theonado có địa vị rất cao, nhưng lúc này lại bị chắc nhất mình chỉ vào mặt, khiến cho sắc mặt ông ta không thể bình tĩnh được. Ở bên cạnh, Vương Hồng lại vui vẻ hớn hở nói Ơ, mọi người à, thật là trùng hợp quá, tôi và lão chắc đi du lịch mà cũng gặp mọi người. Du lịch ư, có quỷ mới tin mấy người đến để du lịch. Trác nhất minh, tốt nhất là lần này ông đừng xen vào, Lê Văn Vân không còn là người gác đêm nữa, hơn nữa còn mang theo huyết sắc lệnh, nếu như ông can thiệp thì tôi phải nghi ngờ rằng người gác đêm của hệ hoa các người thực sự có ý muốn thống nhất toàn bộ người gác đêm. Theonado cảnh cáo nói, nghe vậy, Trác nhất minh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng. Ra, đột nhiên, trong khoang của chiếc du thuyền nhỏ, một con dao màu đỏ bay ra. Trên trán Theonado lập tức chảy đầy mồ hôi lạnh, trong nháy mắt sống lưng lạnh toát. Người này chính là bất khả chiến bại đấy. Không ai là không biết đến danh tiếng của đao chảm hồng. Ông định làm gì, sau một hồi sợ hãi, Theonado kiên chỉ nói chẳng lẽ ông muốn vung đao vào đồng đội của mình sao? Tên chết tiệt, bây giờ tôi muốn chém cho ông một dao, đồ chó chết, tôi cho ông xanh cỏ, dám làm cho Lê Văn Vân rời khỏi người gác đêm, ông chính là súc vật. Chắc nhất mình chửi ầm lên. Nói xong, ông ta trực tiếp rút đao chảm hồng ra. Đao chảm hồng ra khỏi vỏ. Một thanh đao hoàn toàn đỏ rực, giống như dòng máu đang chảy. Vào lúc đao chảm hồng được rút ra, Theonado hoàn toàn không thể đứng vững, ông ta sợ hãi ngã ngồi xuống bong tàu. Những người khác cũng nhìn Trác Nhất Minh với ánh mắt kinh hãi. Trác Nhất Minh chỉ vung nhẹ một thanh đao nhưng bọn họ lại cảm thấy rằng nếu Trác Nhất Minh ra tay với thanh đao này, một ngàn người bọn họ ở đây không ai có thể sống sót. Theonado không dám nói tiếp nữa. Chắc nhất mình tiếp tục điên cuồng chửi mắng, chết tiệt, suốt ngày núp sau lưng ra lệnh, không biết chơi bóng, nhưng ngư mô lại rất lợi hại, ông thích liếm mông đem đến vậy sao? Ông đây nói cho ông biết, sớm muộn gì cũng có ngày tôi chém đứt tên chết tiệt ông. Vương Hồng lúc này mới cười nhẹ, mọi người à, đừng căng thẳng, lão chắc chỉ đang lau đau thôi. Giọng ông ta trầm xuống, chắc nhất mình cũng hà hơi vào đao chảm hồng hai cái, sau đó dùng áo lau chùi, lúc này tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Theonado được người khác đỡ dậy, ông ta mới nhận ra rằng chắc nhất mình không thể thật sự tấn công mình được, nhưng một màn vừa rồi làm ông ta rất xấu hổ. Audio điện tử võ tấn bền chương 911, ông vẫn thật dâm dê như vậy. Vương Hồng cười nói, Liên Hợp Quân là cần thiết, nhưng đúng là cần phải thay người phụ trách rồi. Nhưng mà nói lại, ông học mấy lời mắng chửi kia ở đâu đấy? Tôi học trên mạng đó. Chắc nhất Minh nói. Vương Hồng ngẩn người, sau đó bĩu môi nói: Bớt đến quán cà phê internet đi. Ông đừng có mà làm ảnh hưởng đến hình tượng người gác đêm hệ hoa chúng ta nữa. Địa điểm thăm dò thứ hai thực chất là một hòn đảo, hòn đảo tư nhân của gia tộc Dem. Gia tộc Dem với tư cách là đệ nhất gia tộc của Europa, gia tộc của họ cực kỳ lớn, bao gồm cả dây chuyển công nghiệp. Theo hiểu biết của Lê Văn Vân thì gia tộc đem kiểm soát một đế chế kinh doanh cực kỳ lớn ở Europa. Lúc này trên bãi biển của hòn đảo, có ba lão già đang ngồi phía sau đỉnh lâu đài, trừ đem ra thì bên cạnh là một người phương Tây, ông ta tương đối mập mạp, mặc dù ông ta đã rất già rồi nhưng sức ăn có vẻ vẫn còn tốt, cầm một cái chân không biết là chân con gì, ngồi một bên gặp. Bên cạnh ông ta còn có hai thanh đao, mà người còn lại dắt bên hông ba thanh kiếm, búi tóc trên đầu, đi đôi guốc gỗ và mặc kimono ăn mặc như một võ sĩ ông ta cầm một tách trà trong tay hít mắt rồi ngồi ở đó hai người bạn già của tôi sợ rằng hôm nay tôi phải làm phiền hai người một chút đem cười nói không sao đâu những kẻ xấu xa trong khu tội ác tôi sẽ giết hết chúng không nương tay người đàn ông ăn mặc như võ sĩ mở mắt trong mắt hiện lên một tia sáng đúng vậy người đàn ông mập mập cười nói, nghe nói Doãn Như là một mỹ nhân hiếm có, hôm nay nhất định tôi phải bắt sống bà ta, mang về từ từ thưởng thức mới được. ông vẫn thật dâm dê như vậy, đem mỉm cười lắc đầu. tôi không ngờ rằng tên Lê Văn Vân đó thực sự đã phản bội người gác đêm, đây là một hạt giống tốt đó, trong tương lai nếu chiến tranh nổ ra, cậu ta có thể trở thành sự tồn tại thay thế cho Trác Nhất Minh mà. thật là đáng tiếc. người đàn ông mặc kimono thở dài. đến rồi, đột nhiên đem chậm rãi nói, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Ở đằng xa, hai chiếc du thuyền hú còi và đang đi về hướng này. Đồng thời trên bãi biển, tất cả những người gác đêm ở khu thăm dò thứ hai đều đứng dậy, vẻ mặt bọn họ ngưng trọng nhìn hai chiếc du thuyền kia, không ít người nuốt nước bọt. Danh tiếng của Lê Văn Vân những năm gần đây thực sự quá lớn. Sát thần của thế giới ngầm không phải là nói xuông, đó là chiến tích mà Lê Văn Vân lần lượt đạt được hai chiếc du thuyền càng lúc càng gần ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào mũi tàu dưới ánh nắng của mặt trời lê văn vân đang đứng ở trên mạn thuyền trên lưng của anh đeo đao phá không và vô danh trông cực kỳ thu hút sự chú ý ánh mắt anh sáng rực nhìn địa điểm thăm dò thứ hai vẻ mặt rất bình tĩnh trong tay cầm một chiếc huân chương vàng anh bình tĩnh nhìn bãi biển càng ngày càng gần lâu đài cũng càng ngày càng gần cuối cùng hai chiếc du thuyền đã tiếp cận bãi biển và trực tiếp lao lên bãi biển. Phía sau Lê Văn Vân, những người khác đồng loạt đứng lên, khẩu súng bắn tỉa của Lý Thu cũng dựa trên mạn tàu, sau đó anh ta liếm môi nói tôi đã tìm thấy chúng rồi. Bằng, trong nháy mắt, anh ta trực tiếp bóp cò súng. chương 912 tôi sẽ bảo vệ tốt anh ấy. Địa điểm thăm dò thứ hai, môi trường địa lý và phong cảnh trên hòn đảo nhỏ cũng tương đối tốt, lúc này, ở bãi biển bên cạnh có hai chiếc du thuyền ngừng ở bên kia, trên mũi du thuyền, phía trên mép thuyền có hai người đang đứng trên đó. Hai bên mỗi bên có hơn hai ngàn người cầm theo vũ khí, trao cho nhau cái nhìn. Bọn họ đang đi về phía này, trên tầng 5 của một du thuyền loại nhỏ, Trương Vãn Hà cầm kính viễn vọng, đồng thời, hàng lông mày của cô ấy cao chặt, miệng nói bên này còn có hai người nữa. Ai? Lê Văn Vân hỏi. Đại xuyên xích hùng và nội đặc, Phạm Nhược Tuyết nói, lê văn vân sờ sờ cầm mồm lẩm bẩm nói hóa ra hai lão già này vẫn còn sống cơ à anh quay đầu nhìn doãn nhu và hoàng thi kỳ nói thi kỳ đại xuyên xích hùng kia tôi giao cho cô cô phụ trách việc giữ chân ông ta không cần phải liều mạng với ông ta hoàng thi kỳ gật gật đầu hoàng thi kỳ mới chỉ vừa tiến vào siêu cấp thôi đến nay vẫn còn chưa tìm được mảnh xương cốt nào phù hợp với bản thân điều này cũng đồng nghĩa với việc cô ấy chưa hấp thụ được một mảnh xương cốt nào Doãn Nhu, sứt lời, Lê Văn Vân lại quay qua nhìn Doãn Nhu. Tôi biết rồi, nội đặc cứ giao cho tôi, tôi sẽ giúp cậu làm thịt ông ta. Doãn Nhu thản nhiên nói, giọng điệu nghe vô cùng bình tĩnh. Ba, Lê Văn Vân nhíu mày, anh vốn định mở miệng nói gì đó. Nhưng Doãn Nhu lại khẽ cười cười, miệng nói cậu sẽ không cho rằng thực lực của tôi thật sự giống như danh sách xếp hạng trên bảng đó chứ. Bắt đầu từ 20 năm trước tôi đã là người đứng thứ 11 trong thiên bảng, đừng tưởng chỉ có hai người các cậu mới là thiên tài, bản thân tôi đây cũng là người tiến vào siêu cấp khi mới hơn 30 tuổi đấy. Lê Văn Vân cứng họng. Có điều, Doãn Nhu đã nói như vậy rồi thì anh cũng chỉ khẽ gật đầu, mở miệng, dù có thế nào đi nữa, đảm bảo sự an toàn của chính mình vẫn là trên hết, đợi tôi giải quyết đem xong, tôi sẽ qua đây. Nói tới đây, anh thở ra một hơi, tiếp tục hơn nữa, hai người kia có khả năng không biết chuyện, bị đem lừa, nên tốt nhất hãy ở lại đây hỗ trợ thôi. Cố giữ chân bọn họ, biết đâu sau này lại có tác dụng lớn đấy. Doãn Nhu chu miệng nói, biết rồi, tôi hiểu rồi. Cố bạch ho khan một tiếng, mở miệng, thôi nào, gì Doãn, dẫu sao thì giờ bà cũng đã 60 tuổi, nên đừng có làm mấy vẻ mặt đáng yêu kiểu đó nữa được không, tôi cầu xin bà đấy, cứ nghĩ đến tuổi của bà, tôi lại có chút không chịu được. Doãn Nhu phòng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cố bạch, Nói cậu có tin là trước khi khai chiến, tôi sẽ đánh chết cậu luôn không? Trong khoảng thời gian sống chung với nhau, mọi người cũng đã dần trở nên quen thuộc hơn, và dường như Doãn Nhu cũng đã hòa nhập với tiểu đội bọn họ, ít nhất thì nhìn ngoài mặt cũng đã hòa hợp kha khá rồi, mà đối với chuyện cố bạch hay nói giỡn, bà ta cũng đã quen từ lâu. Mà hiện giờ biệt danh của Doãn Nhu cũng đã biến thành gì? Mặc dù bà ta vẫn luôn phản bác, nhưng dường như nó cũng chẳng có tác dụng gì mấy mấy người ở đây đều gọi bà ta như vậy cả. Theo tư duy của Lê Văn Vân thì có lẽ qua một thời gian nữa bà ta sẽ thích ứng. Vì dẫu sao mấy loại chuyện như kiểu biệt hiệu này thì ban đầu lúc mọi người ai cũng đều phản bác cả, nhưng đợi đến khi gọi lâu thành quen, dù biệt hiệu đó có đáng khinh đến đâu thì cũng có thể chấp nhận được. Lê Văn Vân lại nhìn về phía An Nhiên và Trương Vãn Hà, mở miệng nói: Lý Thu giao cho các người, em muốn đánh chính diện. Trương Vãn Hà cao mày nói: Đại ca thực lực của em hoàn toàn đủ để đi đánh chính diện. Thu Thu chơi súng ngắm rất tốt, lực sát thương không thua gì một siêu cấp. Lê Văn Vân nói, cho nên sự an toàn của anh ta, giao cho các cô. An Nhiên đứng bên cạnh, hơi hơi mỉm cười nói, yên tâm đi. Tôi sẽ bảo vệ tốt anh ấy. Nghe thấy lời này, mặt Lý Thu hơi hơi ửng hồng, đôi mắt cũng bắt đầu sáng lên. Sau khi dặn dò xong tất thảy mọi việc, lê văn vân lại nhìn về phía hai người lâm khả hân và chu linh bên cạnh bọn họ đều cầm vũ khí dáng vẻ như thể đang rất nóng lòng muốn thử chúng bảo vệ tốt cho bản thân lê văn vân thở ra một hơi bình tĩnh nói ừm hai người gật đầu trong trận chiến này bọn họ là người thuộc tổ chữa bệnh nhưng với một trận chiến chân chính không ai là có thể an toàn tuyệt đối cả bên khác trên một con thuyền nọ đao ba cũng đang đứng trên đó trên trán anh ta lấm tấm mồ hôi lạnh anh ta đã từng là người gác đêm, tuy khoảng thời gian anh ta ở trong người gác đêm không quá dài và cũng không có trải qua bất kỳ trận chiến lớn nào, vậy mà mẹ nó chứ, giờ một đoàn người ở khu tội ác đều cho rằng anh ta là một siêu cấp, đợi lát nữa lúc vào trận, e là anh ta sẽ bị bại lộ. Chương 913, động thủ. Đương nhiên, Lê Văn Vân đã đưa ra chỉ thị với anh ta, lần này anh ta chỉ việc giám sát và đốc thúc tác chiến, đứng ở đầu thuyền, không cần đi xuống xương cốt khó gặm đều do Lê Văn Vân và những người khác đi gặm. Nhưng mặc dù là vậy, anh ta vẫn cảm giác được tâm lý có chút áp lực. Vậy mà đám người đang đứng sau anh ta lúc này lại trương ra bộ mặt hưng phấn, vì dẫu sao, những người đang đứng cùng tầng với anh ta đều là những cao thủ đỉnh cấp. Lâm Chí Viễn, Lý Tương Vũ, Akagi Haruko, Ilimi. Hai người Akagi Haruko và Ilimi đều sẽ lâm trận ở chiến trường chính. Về phần Akagi Haruko, lê văn vân cũng không có quá nhiều lo lắng về cô cô là một thiên tài và cũng là một trong số những người xuất sắc nhất trong nhóm đỉnh cấp còn về phía ilimi tương đối mà nói thì lại kém hơn nhiều ngay tại thời điểm nhóm người lê văn vân bố trí vị trí cho nhau thì đám người ăn mặc quần áo của người gác đêm ở phía trước đã phục sức tránh sang hai bên tạo thành một lối đi đem dẫn theo nội đặc và đại xuyên xích hùng bước ra trong khi đem còn chưa mở miệng nói gì thì nội đặc đã vỗ bụng nói trước lê văn vân cậu là kẻ phản bội người gác đêm, giết hại hai người trong gia tộc đêm, đi nhờ vào Hồng Nguyệt, sau đó lại quay ra trả đũa ngược, giờ lại muốn ra tay với anh hùng của người gác đêm bọn tôi. Mặc dù tôi đây đã giả, nhưng hôm nay cũng nhất định phải nâng đao khiến cậu phải mất mạng tại đây. Ông ta vỗ vỗ hai thanh đao trên lưng. Lê Văn Vân không chút do so dự gì mà bỏ qua ông ta, ánh mắt anh chăm chú tập trung vào đêm. Đêm cũng nhìn anh, khuôn mặt lộ dáng vẻ tươi cười như có như không anh hùng của người gác đêm sao cũng chỉ là thứ nực cười mà thôi lê văn vân nhẹ giọng nói nghe thấy câu nói này đám người lý thu phía sau đều trầm mặc không nói gì lời này của lê văn vân một ngữ nhưng mang hai ý nghĩa anh hùng của người gác đêm là đem nhưng hiện tại ông ta đã phản bội người gác đêm là lê văn vân hiện tại đã bị buộc phải rời khỏi người gác đêm lê văn vân cuối cùng đem cũng mở miệng nói tôi không biết vì sao cậu muốn đối phó tôi mưu đồ giết hại người trong gia tộc đem, hôm nay lại đánh tới tận cửa thế này, cậu cho rằng làm như vậy, người gác đêm hệ hoa các cậu có thể thống nhất người gác đêm sao? Tôi nói cho các cậu biết, chính nghĩa tất thắng. Đến lúc này ông ta vẫn muốn nói những lời như thế, những lời này của ông ta không phải nói cho Lê Văn Vân nghe, mà là nói cho những người đang xem trận chiến này nghe. Ở vùng biển phía sau bọn họ, mấy con tàu thủy cũng đang dừng ở đó, bọn họ nhìn hai bên đang mặt đối mặt rằng co. Trác Nhất Minh gắt gao nắm chặt chảm hồng đao trong tay, phần trên cánh tay, gân xanh đã nổi lên. Một đao này của ông cũng không thể nhầm vào nơi này được. Vương Hồng cười nói. Trác Nhất Minh cắn răng nói, hai, ông đây thật sự muốn buông tay mặc kệ tất cả. Ông mặc kệ, vậy mọi người sẽ cùng chết. Vương Hồng cười nói, để xem thằng nhóc này đã trưởng thành tới mức nào rồi. Hiện giờ cậu ta đã nản lòng thoái chí rời khỏi người gác đêm, trưởng thành tới mức nào sao, đó không phải chuyện của chúng ta. Chắc nhất minh mắng, chẳng phải cậu ta đã nói đó sao. Vương Hồng cười nói, chỉ là một thằng nhóc thôi mà, cho nó hai viên đường, nó sẽ quay trở về ngay thôi. Chắc nhất minh bĩu môi nói, lần này, chưa chắc đâu. Trước kia cậu ta có niềm tin vững chắc vào người gác đêm, nhưng hiện tại điều mà cậu ta một lòng tin tưởng đã bị lay động, cậu ta đã phát hiện ra sự thối nát bên trong người gác đêm, e là sẽ không quay lại nữa đâu. Xuất lời, ông ta cầm kính viễn vọng lên. Ở bên cạnh, người cầm kính viễn vọng, không phải là ít. Trên mấy con thuyền khác, Theonado nghiến răng ken két, ông ta rất muốn để mấy người gác đêm hệ Europa này qua giúp đem ngay lập tức. Nhưng thứ nhất là chắc nhất mình đang ở bên cạnh, thứ hai là, ngày hôm qua Lê Văn Vân đã nỗ lực mở đường, khiến cho người gác đêm bên trong hưởng ứng vô cùng nhiều, người tín nhiệm đem nhiều, mà biểu hiện qua những năm gần đây của Lê Văn Vân khiến anh khá nổi tiếng trong giới điểm mấu chốt nhất là lê văn vân còn dẫn theo nhân chứng ông đem ông ta lẩm bẩm nói ở một bên khác sau khi nghe đem nói xong trên mặt lê văn vân bỗng lộ ra một nụ cười khẩy anh lẩm bẩm nói chính nghĩa tất thắng sao nói đến đây anh lại ngẩng đầu nhìn về phía đem đến lúc này không cần thiết phải lời qua tiếng lại nữa anh nhẹ giọng nói động thủ keng đao phá không được rút ra khỏi vỏ thẳng tiến về phía trước mà Lê Văn Vân cũng nhảy từ trên mép thuyền xuống. chương 914, đánh không đường lui. Khoảnh khắc Lê Văn Vân nhảy xuống, Doãn Nhu bên cạnh anh cũng nắm thật chặt chiếc găng tay trong tay, phía trên chiếc găng tay của bà ta có mấy cái móng vuốt bằng thép, trông giống như móng vuốt mèo, bà ta liếm liếm môi, nhìn về phía nội đặc, sau đó cũng nhảy xuống cùng với Hoàng Thi Kỳ. Mà ở phía sau, cố bạch, Trần Tiêu cũng không trần chờ, nhảy từ trên thuyền xuống. Giết! Mà ở một bên khác, đao bà cũng rút đao ra, anh ta hét lớn một tiếng, nói đánh không đường lui. Đánh không đường lui. Keng, keng, keng. Tiếng rút đao lần lượt vang lên, trên con thuyền cỡ lớn, Lý Tương Vũ đi đầu, và cũng là người đầu tiên nhảy xuống. Hơn hai ngàn người, chỉ trong một cái chớp mắt, giống như thủy triều thi nhau nhảy xuống từ phía trên du thuyền. Hai bên cách nhau mấy trăm mét, Lê Văn Vân giống như phần đầu con báo, dẫn đầu lao tới. Đem hít mắt, cầm ngọn giáo dài, ông ta tiến lên một bước. Ở phía trước, hơn 2.000 người gác đêm đều thở dài một hơi, một người đàn ông với thân hình cường tráng vạm vỡ cũng với hai thanh đao trên người đi tới phía trước, nhìn đám người đang xông tới, ánh mắt anh ta dần trở nên nghiêm túc. Tên của anh ta là Roddy Khắc, cùng một thế hệ người gác đêm với nhóm người Trần Tiêu, là người gác đêm số 3 hệ Europa, và cũng là con chó trung thành nhất của đêm. Anh ta hét lớn một tiếng, vì sự sống của tất thảy. Trái tim ở đâu, lưỡi đao hướng về đó đánh không đường lui hơn hai ngàn người cùng há miệng giống to giết ngay sau đó những người này cũng đồng loạt vọt ra theo bọn họ kết thành từng đôi chạy theo hàng đó là chiến thuật tấn công của người gác đêm khi giọng nói này vang lên lê văn vân cười khẩy một tiếng mở miệng nói khẩu hiệu này sau khi bọn tôi rời khỏi người gác đêm thì không còn tư cách hô nhưng mà các người thì lại càng không có tư cách đao phá không lao về phía trước phóng thẳng qua đám người chỉ nhắm thẳng một nơi mà lao lên trước. Lao thẳng về phía Đêm, đồng thời, Lê Văn Vân hét lớn một tiếng, cả người nhảy vọt lên cao, mà lúc này, Hoàng Thi Kỳ và Doãn Nhu bên cạnh anh cũng nhảy dựng lên, bọn họ nhảy vọt qua đám người gác đêm, xông thẳng đến chỗ ba tay siêu cấp. Chớp mắt một cái, đao vô danh đã được rút ra. Đêm, Lê Văn Vân hét lớn một tiếng, hướng thẳng về phía Đêm mà ra đòn, hai tay anh cầm đao, một đao nhầm về phía Đêm nhìn Lê Văn Vân phẫn nộ, trên mặt đem vẫn không có chút dao động nào, cơ thể ông ta khẽ cử động, cây giáo dài đột nhiên được nâng lên cao. Gào! Chỉ trong một cái chớp mắt, một tiếng giống to bỗng nhiên vang lên từ phía Lê Văn Vân, như thể có một bóng ma xuất hiện trên người anh, Lê Văn Vân đã thẳng tay chém một nhát đao xuống. Cậu ta đã đạt tới trình độ này rồi ư, ba người đem đều kinh hãi. Ở phía sau, trên du thuyền, những người đạt tới siêu cấp vẫn chưa hiểu lắm, nhưng nhóm chắc nhất minh thì lại hiểu rất rõ. Trước đó bọn họ đã nhận được tin tức này, nhưng mà đến thời điểm thật sự nhìn thấy, khuôn mặt bọn họ vẫn lộ rõ vẻ kinh ngạc. Đây thật sự là người kế vị hoàn hảo nhất, chắc nhất minh thở dài một hơi, mở miệng nói, nếu cho cậu ta thêm 30 năm. Không, 10 năm, thì có lẽ toàn bộ hy vọng của chúng ta, đều sẽ đặt trên người cậu ta. chương 915, đánh không đường lui. Vương Hồng cười nói, nếu nói như vậy thì việc cậu ta rời khỏi người gác đêm cũng chưa chắc đã là một lựa chọn không đúng, có phải vì ông nghĩ như vậy cho nên mới không muốn xé rách mặt với bọn họ. Tôi nghĩ thế đấy, ông thì khác sao? Chắc nhất minh mắng, không phải chính ông kêu tôi không cần phải trở mặt với bọn họ à? Nếu không phải tại ông, thì giờ tôi đây đã chém chết Theonado rồi. Vương Hồng, cũng tại ông già này không lường trước được mọi chuyện lại có thể vượt xa tưởng tượng như vậy ông ta ho khan hai tiếng, mở miệng nói, ông cảm thấy, cậu ta có thể đánh thắng đem không? Lúc này, chắc nhất mình mới trầm ngâm nói, cái này tôi cũng không biết, đem đã đạt tới trình độ này trong khoảng thời gian rất lâu, hơn nữa, cũng đã nhiều năm rồi ông ta chưa đích thân ra tay. Keng! Ngay thời điểm bọn họ đang nói chuyện, thì bên trong chiến trường, đao vô danh của Lê Văn Vân và ngọn giáo thương long của đem cùng nâng lên, trong một khoảnh khắc đao giáo chạm nhau. Keng! một tiếng động chói tai vang lên, làn sóng không khí khổng lồ lấy hai người làm trung tâm rồi tản ra hai bên, cả hai người đại xuyên xích hùng và nội đặc bên cạnh cũng bị làn sóng không khí này sốc lên. Trong đôi mắt của hai người bọn họ tràn ngập sự kinh ngạc. Trước đây, bọn họ không biết Lê Văn Vân lợi hại đến cỡ nào, theo bọn họ thấy thì là Lê Văn Vân tuy tài năng trời ban độc nhất vô nhị, nhưng vấn đề là tuổi anh còn quá trẻ, mặc dù đã tiến vào siêu cấp, nhưng cũng không hẳn là quá mạnh nhưng giờ bọn họ đột nhiên phát hiện ra đều là siêu cấp nhưng trận chiến giữa lê văn vân và đem bọn họ lại không thể chĩa mũi tham gia vào mà trong ánh mắt của đem cũng tràn ngập sự kinh ngạc hai tay ông ta cầm ngọn giáo dài nhìn lê văn vân thở ra một hơi rồi nói hai người chúng ta không nên chọn nơi này làm chiến trường giao đấu đánh tiếp chỉ sợ những người này đều phải chết ở đây lê văn vân hừ lạnh một tiếng gần như là cùng một lúc cả hai người cùng tách ra sau đó bay thẳng vào trong vực sâu của hòn đảo nhỏ. Mà ở một bên khác, Doãn Nhu đối đầu với nội đặc, Hoàng Thi Kỳ đối đầu với Đại Xuyên Xích Hùng, bọn họ cũng vừa chiến đấu, vừa hướng về phía vực sâu bên trong hòn đảo nhỏ. Trần Tiêu hai tay cầm đao, hai bên có hơn một ngàn người, chớp mắt đã xông pha giao đấu. Về phần siêu cấp, không còn nghi ngờ gì nữa, Trần Tiêu chính là người mạnh nhất trong nhóm người này. Mặc dù anh ta đã sống hoang phế hơn 20 năm, nhưng hiện tại sau khi tìm lại được trạng thái của mình, anh ta đã trở nên rất mạnh, nếu căn cứ theo cách Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ nói thì trước khi tiến vào siêu cấp anh ta không hề thua kém Hoàng Thi Kỳ quá nhiều, này có nghĩa là cấp bậc của anh ta dao động giữa người gác đêm hệ hoa số 2 và số 3. Hai mắt anh ta đỏ bừng, gương mẫu đi đầu tàu sông thẳng về phía trước. chiêu bài chảm chữ thập của người gác đêm, anh ta đương nhiên có biết, chỉ một đòn chảm chữ thập đã chém bay đầu một người, sau đó, anh ta lao thẳng về phía Roddy khắc người gác đêm hệ Europa số 3. 20 năm trước, tiểu đội của anh ta đã chết rất nhiều, mà chính đem là người làm chuyện này, khi ấy, Roddy khắc cũng chính là một trong số những người đứng giữa nghe lệnh ông ta. Vốn dĩ anh ta đã từ bỏ hy vọng báo thù, ở khu tội ác cả ngày đâm đầu vào rượu. Nhưng Lê Văn Vân xuất hiện, đã khiến anh ta thấy được hy vọng, và ngày anh ta chờ đợi đã tới, anh ta đã chờ đợi suốt 20 năm. Roddy khắc, anh ta gào lớn, hai tay cầm hai cây đao, lao thẳng về phía Roddy khác. Hai bên hơn 2.000 người, trước mắt một cái cùng sông lên giao đấu với nhau. Trận chiến lần này không giống với trận chiến ở khu vực phía Bắc của khu tội ác. Trận chiến của khu vực phía Bắc đó, mọi người đều giữ sức lực cẩn thận, đợi đến cuộc chiến phân chia giữa các siêu cấp. Nhưng mà lần này, có rất nhiều người chấp nhận liều chết, không sợ hy sinh. Bởi vì bọn họ biết, chỉ cần trận chiến giữa các siêu cấp mà thua đem và nhóm người gác đêm sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Mà nếu trận chiến này thắng, bọn họ sẽ được tận hưởng thế giới rộng lớn. Cho nên trận chiến này là vì tự do. Bờ cắt này, hôm nay đã được định sẵn sẽ bị nhuộm đỏ màu máu tươi. Bằng, trên mép thuyền, Lý Thu khởi động cò súng. Trong kế hoạch của Lê Văn Vân, anh ta sẽ trở thành cán cân của cuộc chiến giữa hai bên bờ trái phải, chỉ với khẩu súng ngắm của anh ta, dưới tình huống không bị siêu cấp quấy nhiễu, chỉ cần nhắm chuẩn rồi bắn, anh ta có thể giải quyết tất cả nơi có đỉnh cấp, sức chiến đấu của đỉnh cấp bị mất cân bằng, bọn họ sẽ chiếm thế chủ động tuyệt đối. Boom, viên đạn xé toạc bầu trời, phía trước, một người đỉnh cấp hét lên rồi gục ngã. Anh ta nhanh chóng kéo chốt, lại nín thở lần nữa, ngay giây tiếp theo, anh ta tiếp tục khởi động cò súng. Chiến tranh, chạm vào là nổ ngay. Cứ một người rồi lại một người nữa lần lượt ngã xuống. Toàn bộ bờ cát, rốc lòng đấu tranh mà bên trong, Lê Văn Vân đuổi theo đem, sau khi tới một nơi tương đối trống trải, ông ta ngừng lại, giơ cây giáo dài lên, quay đầu nhìn về phía Lê Văn Vân nói hi át, ngủ đông nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn bị cậu phát hiện ra. Lê Văn Vân cầm hai cây đép, nhìn đem, nhàn nhạt nói, hôm nay ông nhất định phải chết. Nhóc con, đem mở miệng, nhìn Lê Văn Vân rồi nói, kỳ thực giữa tôi với cậu, hoàn toàn không có thủ oán gì để phải đi đến mức đối đầu nhau thế này. Tôi tiết lộ tin tức của các cậu, hại anh em cậu phải chết, nhưng cậu cũng đã giết hại hai đứa con cháu tôi, giữa chúng ta cũng có thể coi như huề nhau. Chưa kể, cậu cũng chưa chắc có thể hạ được tôi. Hừ, Lê Văn Vân ngẩng đầu, nhìn đem, cười khẩy nói, ông cho rằng có thể sao. Thời gian trước việc giải quyết cậu giống như việc trừ khử trước một mầm mống tai họa mà thôi, để đợi đến lúc bọn họ tới, có lẽ tôi còn giành được chút công lao. Đem tiếp tục nói, tôi làm tất thảy những chuyện này, cũng chỉ là vì mạng sống của mình thôi audio điện tử võ tấn bền. Chương 916, Trảm chữ thập. Vì mạng sống của mình mà mặc kệ sự sống chết của người khác, thậm chí là ép bọn họ phải tìm đến cái chết, cướp đi sinh mệnh của bọn họ. Lê Văn Vân cười lạnh, bước từng bước một về phía trước. Đến lúc bọn họ tới thì những người đó sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi, chẳng qua là tôi chỉ đưa những người đó đến với cái chết sớm hơn một chút. Đem liếm liếm môi nói, tôi làm anh hùng người gác đêm. Đã che chở đám người bình thường bọn họ quá nhiều rồi, vậy thì khi tôi đòi lại chút gì đó từ họ thì có vấn đề gì? Anh Hùng, ông mà cũng xứng mở miệng nói hai chữ anh hùng ư? Lê Văn Vân nghe thấy lời này, trong khoảng thời gian ngắn, anh có cảm giác bên trong mình đang trào dâng một cảm giác ghê tởm. Tôi, đem, người gác đêm đời thứ nhất, tôi bảo vệ toàn bộ nhân loại. Tôi không phải anh hùng thì ai mới phải đây?" Đem nói với vẻ ngạo nghễ. Nhưng hiện tại ông đã phản bội lại nhân loại ông hợp tác với hồng nguyệt để đối phó người gác đêm giờ ông cũng chẳng khác gì hồng nguyệt đã trở thành đồ chó giống bọn họ lê văn vân thản nhiên nói vậy thì sao chỉ là để sống sót thôi mà hơn nữa cuối cùng tôi vẫn chỉ là một mồi lửa đem nói tới đây ông ta lại liếm liếm môi hất áo choàng của mình lên cao tiếp tục hơn nữa này lê văn vân tôi nói cho cậu nghe cậu cho rằng cậu đạt tới trình độ này rồi là có thể đánh bại được tôi sao hôm nay tôi sẽ giết cậu đợi đến khi chiến tranh bùng nổ bọn họ đến rồi tôi sẽ khiến người gác đêm phải chết từng người từng người một với thành tích trói lọi đó tôi sẽ hoàn toàn trở thành người của bọn họ tuyệt vọng không cậu thấy tuyệt vọng không hả cậu cho rằng có thể hy vọng vào một nhát đao kia của trác nhất minh sao tôi nói cho cậu biết trước mặt bọn họ trác nhất minh thì là cái thá gì người không chịu thần phục đến cuối cùng sẽ bị diệt phong đem nói lê văn vân nhìn ông ta nhìn người từng là anh hùng người gác đêm anh từ từ nhắm hai mắt lại anh nhìn bầu trời hơi hơi mỉm cười nói đường đường mở to mắt xem cho kỹ đây tôi báo thù cho cậu này anh không cần thiết phải nói thêm lời nào vô ích với đem nữa phá không lại bay ra lần nữa anh cầm đao nhìn về phía đem đem liếm liếm môi cầm giáo bước lên trước nói nhiều năm chưa từng ra tay giờ cũng đã đến lúc dùng mạng của cậu để nói cho cả thế giới này biết tôi mạnh cỡ nào rồi chảm chữ thập. Lê Văn Vân chém một nhát đao xuống, ngay tức khắc, hai người giao đấu, khí thế của bọn họ đã hoàn toàn dâng cao lên tới đỉnh điểm. Ánh mắt Lê Văn Vân có phần trì trệ, anh không ngờ lão già này lại mạnh tới mức độ này, anh và Hotsis đã từng giao đấu một lần, và theo những gì anh nhìn nhận thì có lẽ giữa đem và Hotsis thật sự có khoảng cách. Trên mặt đất, cát bay đá chạy. Đây là cuộc giao đấu giữa những người đàn ông mạnh nhất trên trái đất. Cùng lúc đó, ở một chỗ khác, Hoàng Thi Kỳ và Đại Xuyên Xích Hùng cũng đã đánh thẳng một đường vào chỗ sâu trong hòn đảo nhỏ. Hoàng Thi Kỳ, cô có thiên phú như vậy, đã thế lại còn có xuất thân là người gác đêm, tại sao lại phải vứt bỏ lòng tin của mình để đi thông đồng với Lê Văn Vân làm bậy? Đại Xuyên Xích Hùng vừa vung đao, vừa hừ lạnh nói. Thông đồng làm bậy sao? Hoàng Thi Kỳ cười khẩy, con đao lam tinh trong tay cô ta liên tục vụt vào không trung. Keng, keng, keng. Hai người đều là siêu cấp, hơn nữa còn cùng là người gác đêm, nên sẽ có sự tương đồng nhất định trong một vài thủ pháp, vậy nên trong một khoảng thời gian ngắn, việc phân định thắng bại dường như là không thể. Ông có biết ông ta đã làm những gì không? Bên trong đôi mắt Hoàng Thi Kỳ bỗng lóe lên tia chớp phẫn nộ, cô ta nói, đường đường cũng vì ông ta mà chết, ông ta hợp tác với Hồng Nguyệt, đã có không biết bao nhiêu người gác đêm phải chết vì ông ta. Ở phương Bắc, có biết bao người gác đêm vẫn đang hăng hái chiến đấu vì chính nghĩa mà họ vẫn thủ vững trong lòng chứ? Cô cho rằng tôi sẽ tin vào những lý do mà các cô bịa đặt ra đó sao? Đại xuyên xích hùng cười khẩy nói, trái lại là cô đấy, quay đầu là bờ đi. Nếu đã như vậy thì cũng chẳng còn gì để nói nữa, chúng tôi có nhân chứng, thậm chí Lê Văn Vân còn chấp nhận từ bỏ những thành tích của bản thân, vậy mà các người vẫn một mực không tin, lại đi dốc lòng tin tưởng vào mấy câu nói của đem. Hoàng thi kỳ cười khẩy, mở miệng nói tiếp, vậy thì cứ tiếp tục liều mạng, tình nguyện hy sinh đi, phía trên bờ cát cứ người này rồi lại đến người khác lần lượt ngã xuống chẳng mấy chốc bờ cát đã bị nhuộm đỏ máu chiến tranh diện rộng kiểu này luôn thảm thiết như vậy lúc này toàn thân cố bạch như tắm máu dưới tình huống không có siêu cấp anh ta giống như một chiến thần đại ca anh nhất định phải đánh thắng đấy anh ta thầm cầu nguyện trong lòng anh ta biết đối với bọn họ mà nói hiện giờ đã không còn đường lui nữa rồi có lẽ mấy người bọn họ thì không sao cả mặc dù là đem thắng, nhưng khả năng chắc nhất mình sẽ nghĩ cách giữ lại bọn họ. Có điều, những anh em ở khu tội ác thì khác, hôm nay tất nhiên sẽ phải giải quyết tất ở chỗ này. Trên mép thuyền, Lý Thu đang đổi băng đạn, An Nhiên đang đứng bên cạnh anh ta, trong lòng có chút rung động. Mặc dù là người tới từ khu tội ác, nhưng ở khu tội ác, những trận chiến với quy mô lớn như vậy là vô cùng hiếm, giữa các thế lực lớn với nhau, bình thường các trận đấu sẽ không bùng nổ hay thảm thiết quá mức chương 917, tử chiến. Nhưng lần này thì khác, lúc này đây, bọn họ không có đường lui nữa. Trương Vãn Hà cắn răng nói, an nhiên, Lý Thu giao cho cô đấy. Cô ấy bất chấp lời dặn dò của Lê Văn Vân, nói xong, cô ấy thẳng tay rút đao ra, nhảy từ trên thuyền xuống. Lý Thu đã giải quyết xong năm tay đỉnh cấp, lúc này, đối phương cũng cảm giác được sự uy hiếp của Lý Thu, có ba tay đỉnh cấp đang không ngừng tiến về phía bọn họ. Lý Thu, cần phải giải quyết mới được. Phía dưới, bên trong chiến đoàn, trận giao chiến giữa Trần Tiêu và Roddy khác cũng đang là tâm điểm chú ý. Roddy khác cười khẩy nói: "Trần Tiêu, anh chẳng khác gì một con chuột, vậy mà còn dám thò mặt ra. 20 năm trước đáng ra anh phải chết ở đây rồi mới đúng. Hôm nay tôi sẽ đưa anh đi gặp mấy anh em tốt đó của anh. À, đúng rồi, còn có cả cô vợ của anh nữa chứ." Khóe mắt Trần Tiêu như muốn nứt ra, anh ta nói: "Hôm nay tất cả các người đều phải chết ở đây." Vậy sao, anh thật sự cho rằng Lê Văn Vân có thể chiến thắng ngài đêm của bọn tôi ư? Roddy khác nói với vẻ khinh thường. Anh ấy nhất định sẽ thắng, còn anh, hôm nay anh sẽ chết trong tay tôi. Trần Tiêu nghiến răng, công kích như mưa rền gió dữ. Tại một nơi xa hơn chút, rất nhiều người đang cầm kính viễn vọng theo dõi trận chiến. Cuộc chiến tàn khốc này khiến người gác đêm hệ Europa chấn động. Khi Theonado nhìn đến nơi này, trong lòng ông ta lo lắng đến chết đi được, Vừa rồi Lê Văn Vân chỉ mới tung một đao thôi đã khiến ông ta sợ té khói rồi, thấy cảnh tượng này, ông ta lớn tiếng quát các anh em, các người còn không nhìn ra sao? Đồng đội của các người đang bị những tay côn đồ đến từ khu tội ác tàn sát, bọn họ là người đã từng từngề vai chiến đấu với các người đấy, ngày đêm là anh hùng của chúng ta, các người thật sự muốn nhìn thấy anh hùng của mình phải bỏ mạng ở chỗ này sao? Vừa dứt lời, anh ta hét lớn một tiếng, nói tôi sẽ đứng ra làm gương cho binh sĩ có ai tình nguyện đi theo tôi để chi viện cho ngài đem, chi viện cho đồng đội của chúng ta không? Có một vài người đã dao động, nhưng đúng lúc này, bọn họ nhìn thấy trên chiếc thuyền nhỏ bên cạnh, chắc nhất mình đã đứng lên, sau đó trả lau đao chảm hồng ở bên đó. Một, nhưng người vốn đang dao động trong lòng, nhanh chóng bị áp chế xuống. Hửm, nhưng ngay lúc này, chắc nhất mình đột nhiên nhăn mày lại. Ông ta quay đầu nhìn về nơi xa xa, một con thuyền màu trắng đang từ từ tới gần, ở đầu thuyền màu trắng, một bà lão trống quải trượng và một người phụ nữ mặc bộ đồ màu đỏ đang đứng trên đó. Hồng Mai Quế, rất nhiều người nhận ra Hồng Mai Quế, dẫu sao thì cô ta cũng là sát thủ ngầm có tên trong bảng xếp hạng. Chắc nhất Minh nhìn thấy bà Loan, hàng lông mày của ông ta khẽ cao lại. Ngược lại, Vương Hồng thì cúi đầu hành lễ với bà Loan, mở miệng nói, bà bà, đã lâu không gặp. Bà Loan dương mắt nhìn lướt qua Vương Hồng, sau đó khẽ mỉm cười nói tên nhóc nhà cậu giờ cũng đã thành cáo già cả rồi đấy vương hồng chỉ cười không đáp lại lời nào bà loan nhìn về phía hòn đảo nhỏ bên trên mở miệng hỏi tình hình bây giờ thế nào rồi đem và lê văn vân đã đánh vào sâu bên trong hòn đảo nên không rõ tình huống hiện giờ thế nào nữa vương hồng lại nói vậy bà bà tới nơi này để làm gì không có gì chỉ muốn gặp thằng nhóc đó tiện thể báo cho các người một tin tức luôn Bà Loan thản nhiên nói, Nhan Tam đã tìm đến tôi, ông ta nói cho tôi biết, các người chỉ còn thời gian một tháng để chuẩn bị. Nghe đến đây, hàng lông mày của Trác Nhất Minh và Vương Hồng lập tức nhíu lại cùng lúc. Tại khu tội ác xa xôi, bên trong trang viên của Hot trong đại sảnh, hai người Hot và Minh Sùng ngồi đối diện nhau, trước mặt bọn họ được bày một bàn cờ tướng. Tin tức thu được ngày hôm qua, Lê Văn Vân và Đem Giao Chiến, hiện tại đã bắt đầu rồi. Hotzis bình tĩnh nói: Ngài Minh, cậu có nghĩ Lê Văn Vân sẽ thắng không? Còn ông thì sao? Minh Sùng vẫn giữ nguyên dáng vẻ ít khi nói cười như cũ. Tôi cược đêm sẽ thắng. Hotzis hơi hơi mỉm cười nói: Đáng tiếc, một người kế vị người gác đêm hoàn hảo như vậy mà. Minh Sùng không trả lời. Anh ta đứng dậy, xoay người đi về phía ngoài cửa. Ngài Minh, cậu không đi nước tiếp theo sao? Hotzis hỏi. Minh Sùng khẽ gật đầu nói, tôi thắng rồi, còn nữa, tôi cược Lê Văn Vân sẽ thắng. Hotzis vô cùng sửng sốt, ông ta nhìn bàn cờ bên dưới, sau đó nhìn Minh Sùng đang dần đi xa, khóe miệng hơi nhếch lên, nói cậu thật sự cho rằng ăn được tôi sao? Ngài Minh, chương 918, đỉnh cấp. Khu vực thăm dò thứ hai, theo dòng chảy thời gian, trận chiến càng lúc càng trở nên gay cấn. Đao Ba đứng trên mép thuyền có phần sắc không chịu được trên trán anh ta chảy đầy mồ hôi lạnh, nhìn hết người này đến người khác lần lượt bị thương, nhìn những anh em đang thi nhau ngã xuống, trái tim anh ta dỉ máu. Đào ba không phải một kẻ hèn nhát, lúc trước khi nhóm người Lê Văn Vân lần đầu tiên gặp rắc rối ở khu tội ác, khi ấy đào ba vẫn chưa biết thân phận thật sự của nhóm Lê Văn Vân, nhưng anh ta vẫn chủ động đứng lên, dưới tình huống biết rõ không địch lại, anh ta vẫn sẵn sàng đứng trước mặt nhóm người Lê Văn Vân che chở cho bọn họ. Anh ta chưa bao giờ hèn nhát, từ trước đến nay vẫn luôn nghĩa khí như vậy. Trận chiến lần này, anh ta đương nhiên là không đủ sức xem, cuộc đối đầu giữa bảy tám chục đỉnh cấp, trong khi anh ta chỉ là một tên cao cấp, muốn tham gia vào trận chiến này là điều cực kỳ khó khăn. Hơn nữa nhóm Lê Văn Vân cũng đã bày mưu đặt kế nói anh ta không cần ra tay, nếu không sẽ bị bại lộ. Nhưng đối với anh ta mà nói, anh ta thật sự có chút không chịu nổi cảnh đứng nhìn anh em cứ lần lượt đổ máu rồi ngã xuống như vậy. Anh ta nghiến răng, bỗng nhiên, anh ta cảm giác được có ba người đang tách ra rồi lao nhanh từ bên trong đám người, bọn họ nhảy vọt lên cao, lao thẳng lên trên con thuyền nhỏ. Mà nếu để ý trên du thuyền hiện tại, Lý Thu đang cầm khẩu súng bắn tỉa của mình, anh ta đổi băng đạn khác, chuẩn bị đợt bắn tỉa thứ hai. Không xong rồi, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi, xoay người hét lớn, Lý Thu, cẩn thận. Nhưng những âm thanh chém giết trên bờ cát kia quá lớn, nên Lý Thu cản băn không nghe rõ tiếng anh ta nói an nhiên cũng đang lo lắng nhìn về chiến trường trực diện bên dưới nên không hề để ý tới những điều này đây là điểm khác biệt giữa an nhiên và các thành viên khác trong tiểu đội an nhiên chưa từng hợp tác với tay súng bắn tỉa lần nào quan sát viên của tay súng bắn tỉa không phải chỉ có quan sát mục tiêu mà còn phải để ý xung quanh xem có ai đang cố tiếp cận tay súng bắn tỉa của mình không trong một khoảnh khắc cô ta nhìn ra bên ngoài hàng lông mày đột nhiên nhíu chặt Cô ta phát hiện trên bong tàu phía dưới có ba người đang cấp tốc lao về phía bên này, sau đó ba người lại nhảy dựng lên. Đỉnh cấp sắc mặt an nhiên lập tức biến đổi. Lý Thu bên cạnh cũng vô cùng hoảng sợ, nhanh chóng tránh sang một bên. Bên trong, sau khi đó nhu và tên mập mạp nội đặc kia tách ra một nơi riêng biệt, hai người bọn họ cũng không suốt ruột ra tay ngay, mà còn rằng có mất nửa ngày, ai cũng không có ý định ra tay trước, chỉ nhìn nhau cũng không nói gì. Một lát sau tên mập mạp kia mới cười he he nói, người đẹp, thú thật tôi cảm thấy chúng ta hoàn toàn không cần phải ra tay với nhau đâu. Khuôn mặt xinh đẹp của Doãn Nhu lộ ra vẻ tươi cười. Con mẹ nó chứ, thú thực tôi cũng không muốn tới đây, tôi không quá tin tưởng lão già đem đó đâu, nhưng mà tôi cũng không quá tin tưởng thằng nhóc phát mũi chưa sạch Lê Văn Vân kia, vì sĩ diện, nên tôi không thể không theo tới đây, đương nhiên, tôi cũng không muốn chủ động ra tay đánh nhau. Dù sao cũng cùng là xương cốt già, chúng ta đâu cần thiết phải vậy có thể bám trụ siêu cấp cũng coi như là đủ rồi. Nội đặc cười he he nói, hơn nữa, chắc hẳn bà cũng biết rõ, người quyết định thắng bại thực sự cho trận chiến này không phải tôi với bà, cũng không phải những người trên bờ cắt kia. Mà là kết quả cuộc giao đấu giữa Đem và Lê Văn Vân, mấy người giao đấu rồi chết trên bờ cát đó là không còn cách cứu chữa, nhưng chúng ta thì khác, nếu Đem thắng, đến lúc đó tôi sẽ thả nước, nói không thể giữ được bà, để bà chạy trốn, thế nào? Tại sao ông lại không tin Đem? Doãn Nhu mở miệng hỏi. Hành vi mấy năm nay của ông ta thật sự rất quái dị. Nội đặc nói. Về phần nội đặc, ông ta là siêu cấp, thành thật mà nói thì toàn bộ người bên trong người gác đêm đều rất xuất sắc, nhưng chiến tích của ông ta thì lại rất ít. Trong quá khứ, ở hồ sơ thông tin của ông ta đã từng có một đoạn nhắc tới. Ông ta còn có một biệt danh khác là nội đặc lười, ông ta rất ít khi thực hiện nhiệm vụ, cũng rất ít khi ra tay với người khác, là một con người cực kỳ lười biếng, nếu có thể ngồi thì sẽ nghĩ mọi cách để không phải đứng, và khi thực hiện nhiệm vụ, nếu có thể hoàn thành muộn đến đâu thì sẽ cố gắng để hoàn thành muộn nhất có thể. Ông ta gia nhập người gác đêm cũng là do cơ duyên trùng hợp, hơn nữa người này cũng biết rõ năng lực càng lớn, trách nhiệm sẽ càng lớn, nên trước giờ ông ta vẫn luôn không để tâm đến võ đạo. Nhưng mà bố nó chứ, thiên phú của ông ta quá khủng bố, mặc dù không để tâm luyện võ, nhưng ông ta lại không ngừng tiến bộ, cuối cùng, trong sự tuyệt vọng của bản thân ông ta cũng đành không cam lòng đạt tới trình độ siêu cấp. Điều này khiến rất nhiều người gác đêm chung thế hệ với ông ta muốn mua đậu hủ tự sát. Sau khi ông ta được thăng chức lên siêu cấp, ông ta rất ít khi thực hiện nhiệm vụ. Sau đó, dần dần bắt đầu tận hưởng cuộc sống về già. Hầu hết nhiệm vụ của người gác đêm đều không vượt ngoài tầm siêu cấp, khi một nhiệm vụ liên quan đến những nhân vật có trình độ hàng đầu siêu cấp, như vậy cũng có nghĩa quy mô khá lớn. Nếu ông cảm thấy lão ta quái dị, vậy thì tại sao lại không lựa chọn giúp Lê Văn Vân? Doãn Nhu nhẹ giọng hỏi, hay chỉ đơn giản là vì sợ mất thể diện? Khủ khủ, đem năm đó đối xử với tôi cũng không tồi, hơn nữa, lão già đó sâu không lường được, tôi không nghĩ Lê Văn Vân có thể đánh bại ông ta, nếu tôi không đi hỗ trợ, đến lúc đó Lê Văn Vân thua rồi, lão già này sẽ quay lại tính sổ với tôi, tôi chịu không nổi, nên thôi, chúng ta đánh ngang qua sân khấu thôi là được, giờ thì ngồi xuống tâm sự, nhìn ngắm phong cảnh trên đảo, đợi đến khi bên kia kết thúc, nếu đem thắng, bà hãy lập tức rời khỏi đây, nếu Lê Văn Vân thắng, tôi sẽ nhanh chóng chạy lên thuyền người gác đêm hệ Europa. Nội đặc cười hì hì nói, thế nào, ra tay đánh nhau sẽ khiến bản thân thêm mệt đó. chương 919, nắm bắt thời gian. Doãn Nhu nhìn ông ta cười như không cười, sau đó ngồi xuống bên cạnh, nhìn về nơi đang phát ra tiếng động cực lớn kia. Chật chật, thằng nhóc Lê Văn Vân này, nếu cho cậu ta luyện võ thêm mấy năm nữa, thật sự có chút đáng sợ đó nội đặc tấm tắc nói ở một nơi khác trận chiến thu hút người xem nhất đương nhiên là cuộc đối đầu giữa lê văn vân và đem lúc này hai người họ đã vận dụng toàn bộ sức lực các kiến trúc hai bên sườn nơi bọn họ giao đấu đã bị sụp đổ rất nhiều từ chỗ sâu bên trong đảo nhỏ bọn họ lại tiếp tục ra đòn đánh thẳng một đường nơi nào họ đi qua là nơi đó cắt bay đá chạy đao phá không xoay tròn trên không trung liên tục va chạm với giáo thương long lúc này hai binh khí điên cuồng va và đập vào nhau âm thanh như một bản nhạc chói tai keng 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 âm thanh va chạm tiếp tục vang lên không ngừng khóe miệng lê văn vân có một vệt máu tươi chảy ra và đem cũng tương tự dưới sức va chạm chân khí cuồng bạo cơ thể bọn họ có phần không chịu nổi âm sau khi hai người va chạm một lần nữa thì lại tách ra lê văn vân rơi xuống đất lại nhảy lên một lần nữa tay trái anh bắt lấy đao phá không cùng lúc đó trong đôi mắt anh hiện lên một tia lạnh, miệng nói, song đao lưu, chảm nhược tuyết. Toàn thân anh đột nhiên xoay tròn, hai thanh đao lấy lại tốc độ cực kỳ nhanh chóng, liên tục công kích về phía đêm. Chiêu thức này là chiêu thức do Lê Văn Vân tự nghĩ ra, trong khoảng thời gian ngắn mà chân khí bùng nổ, đánh vào cùng một chỗ với tốc độ đả kích cực nhanh. Lúc ấy anh đã dùng tên của Phạm Nhược Tuyết để đặt tên cho chiêu thức này, gọi là Trảm Nhược Tuyết. Đao của Lê Văn Vân giống như những hạt mưa, không ngừng rơi xuống. Mặc dù là đêm, nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy cũng có phần nuốt không trôi. Miệng ông ta không ngừng phun ra máu tươi, "Cút đi." Ông ta bỗng nhiên vứt cây giáo ra, ép Lê Văn Vân lùi về sau. Ông ta xoa xoa khóe miệng toàn máu tươi, sau đó nhìn Lê Văn Vân nói, "Đây là." Ở phía xa, Lê Văn Vân cầm ngang cây đao, miệng nói, "Ông già rồi." "Nhưng cậu vẫn không giết được tôi." Đem liếm liếm môi nói, "Cậu cũng chỉ tương đương với tôi mà thôi." muốn giết tôi ư, còn khuya. Tôi muốn rời khỏi nơi này, thì tức khắc có thể rời đi bất cứ lúc nào. Vậy sao? Lê Văn Vân quay đầu nhìn về phía bờ cát, nói, đúng vậy, phải nắm chặt thời gian mới được, nếu không sẽ rất nhiều người phải bỏ mạng, những người này phải chết vì một con chó giả như ông, không đáng. Cậu không giết nổi tôi đâu, đem ngạo nghễ nói tôi, đem, anh hùng người gác đêm, người đứng đầu ở trái đất. Tần tử cuồng dũng, Lê Văn Vân nhìn ông ta, khóe miệng khẽ giật giật, ngay sau đó, khí thế toàn thân anh đột nhiên tăng lên cao. Chương 920 anh đã tính toán đưa ra kế hoạch tốt nhất đúng vậy, chớp mắt một cái, anh đã mở ra tần tử cuồng dũng. Đem nhìn khí thế của Lê Văn Vân tăng vọt, sắc mặt ông ta đột nhiên biến đổi, mở miệng nói: "Cậu điên rồi sao?" Tần tử cuồng dũng, cậu dám thi triển tần tử cuồng dũng à, cậu không muốn sống nữa sao? Không phải cứ thi triển tần tử cuồng dũng là nhất định sẽ chết mà. Toàn thân Lê Văn Vân tỏa ra khí thế như bão táp, anh liếm môi, nhìn đem, nói: "Nếu ông không thi triển thì sẽ bị tôi chém chết, ông có thể kháng trụ lại tần tử cuồng dũng của tôi, nếu ông thi triển tần tử cuồng dũng, vậy chúng ta thử đua xem mạng ai lớn hơn." Bên trong đôi mắt của anh lộ ra vẻ điên cuồng. Chuyện thi triển tần tử cuồng dũng ngày hôm nay, Lê Văn Vân cũng đã tính toán từ trước. Anh đã tính toán đưa ra kế hoạch tốt nhất, cũng là tệ nhất. Anh và Hotse từng giao đấu nhau trong quá khứ nhưng lúc ấy cả hai bên đều không dốc hết toàn bộ sức lực, và Lê Văn Vân cũng chỉ cảm thấy rằng anh có tư cách đấu với Hot Nhưng rất nhiều người nhắc nhở anh rằng đem cực kỳ lợi hại. Mà sau khi hai bên giao đấu với nhau, Lê Văn Vân phát hiện ra thật sự đúng như vậy, đem thật sự mạnh hơn anh khoảng 2 phân, nhưng tên đem này lại đánh đấm theo kiểu rụt rè sợ hãi, ông ta là người sợ chết, mà Lê Văn Vân thì hoàn toàn ngược lại, trong tất cả những trận chiến anh đều muốn chiến đấu đến bản mạng, cho nên dưới tình huống vừa rồi, Sức lực của hai người bọn họ là ngang nhau. Lúc này, Lê Văn Vân lại còn thi triển tần tử cuồng dũng, khiến Đem thật sự bị dọa sợ. Lê Văn Vân không muốn kéo dài thêm nữa, anh biết, chỉ khi Đem chết, trận chiến này mới có thể hoàn toàn kết thúc được. Hầu hết những người gác đêm ở khu vực thăm dò thứ hai đều là người của Đem, mà dưới cái nhìn của Lê Văn Vân thì nhóm người này có chết cũng không hết tội, bọn họ đi theo Đem, có trời mới biết họ đã làm ra bao nhiêu chuyện ghê tởm nhưng anh không muốn nhìn thấy người ở khu tội ác phải chết quá nhiều. Nhóm người này là do anh đưa tới để hỗ trợ bản thân, hơn nữa trong tương lai, khả năng bọn họ cũng sẽ là những người đi theo bên cạnh anh, cho nên anh cần phải có trách nhiệm với bọn họ. Giết, Lê Văn Vân nhìn đem, khóe miệng hơi cong lên cười, sau đó đột nhiên vào tới. Tần tử cuồng dũng, liệu đem có dám đánh cược không? Đáp án hiển nhiên là không. Ông ta không dám đánh cược, ông ta không phải Lê Văn Vân, phần lớn người gác đêm đều sẽ thi triển được tần tử cuồng dũng, hơn nữa có vô số người gác đêm khi lâm trận trên chiến trường, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thấy người trước ngã xuống, người sau sẽ thi triển tần tử cuồng dũng, tiêu hao sinh mạng duy nhất của chính mình. Nhưng mà đem lại không phải người cao cả như thế, bởi đúng như những lời ông ta đã nói, ông ta làm tất thảy là vì mạng sống của mình, vì mục đích này, ông ta sẽ không liều mạng làm can. Tuổi tác ông ta đã quá lớn, và việc thi triển tần tử cuồng dũng thì cơ thể ông ta thật sự không gánh nổi và theo góc nhìn của ông ta nếu thi triển việc ông ta chết không còn gì để nghi ngờ nữa mà nếu ông ta không thi triển thì chỉ cần vượt qua khoảng thời gian lê văn vân sử dụng tần tử cuồng dũng ông ta vẫn có khả năng sống sót cho nên ông ta bắt đầu lựa chọn chạy trốn ông trốn không nổi đâu lê văn vân nói với giọng điệu bình tĩnh giây tiếp theo chân anh khẽ động tốc độ toàn thân hoàn toàn bùng nổ chảm chữ thập. Lê Văn Vân quát khẽ một tiếng, cấp tốc lao đến gần đem. Ánh đao chữ thập lập lè vụt qua. Đem xoay người, dơ giáo dài lên đỡ. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 920.